Chị ơi, cho em một lời khuyên nhé. Em và vợ em đã lấy nhau được 10 năm rồi. Em đã chấp nhận ở rể rồi. Nhưng mỗi khi đi làm hay đi chơi, vợ em luôn kiểm soát. Em chỉ sai một tí thôi là lại cãi nhau và đòi ly dị. Lần này là lần thứ tư rồi, chắc là lần cuối cùng. Đọc cái này mà thấy tội nghiệp mà. Tội nghiệp cánh đàn ông quá đi. Các chị em phụ nữ đọc xong cái câu hỏi này có thấy tội nghiệp cánh đàn ông không? Đã lấy nhau được 10 năm rồi, đã chấp nhận ở rể rồi. Có nghĩa là một người đàn ông rất là chịu đựng rồi, chấp nhận ở rể rồi. Nhưng mỗi khi đi làm hay đi chơi là vợ lại luôn kiểm soát, chỉ sai một tí thôi lại cãi nhau và vợ đòi ly dị. Lần này là lần thứ tư rồi, chắc là lần cuối cùng. Đầu tiên này, em cũng hãy xác định xem là em có muốn ly dị hay không, hay là em vẫn muốn giữ cái mối quan hệ là bạn đời với cả cô ấy. Và nếu như em muốn ly dị á, thì hãy ly dị một cách văn minh, hãy ly dị trong lòng biết ơn và vẫn hãy trở thành những người bạn để có thể cùng nhau chăm sóc con cái. Còn nếu như em muốn giữ thì em phải cố gắng và thay đổi rất nhiều đó. Đầu tiên đó là cái tập tính kiểm soát ấy, và thậm chí là nhiều khi hơi khùng khùng ấy. Nó là gen di truyền của phụ nữ rồi. Phụ nữ bình thường chẳng ai làm gì phụ nữ, thì một tháng phụ nữ cũng khùng một lần vào ngày trăng tròn. Khó chịu một lần. Nữa là những người mà đôi khi lại còn không chỉ khó chịu một lần một tháng một cách bẩm sinh như vậy, mà khó chịu rất nhiều lần trong tháng. Thì chúng ta cũng cần phải thông cảm. Và nếu như em muốn thay đổi người phụ nữ của em thì em cần phải rất kiên trì để mình thấu hiểu cô ấy hơn, xem tại sao cô ấy lại kiểm soát như vậy. Có phải là cô ấy sợ mình đi ra ngoài thì mình sẽ làm điều gì bậy không? Có phải vì cô ấy mất niềm tin với mình rồi không? Có phải bởi vì cô ấy còn thương mình không? Có phải vì cô ấy vẫn còn rất là cần mình nên là mình mới phải ở bên cạnh, mới phải kiểm soát mình như vậy không? Hãy hãy tìm hiểu cái nguyên nhân. Rồi có phải đôi khi chính mình cũng là tác nhân khiến cho cô ấy trở thành kiểm soát và hay giận dữ như bây giờ không? Bởi vì đôi khi em chấp nhận ở rể, em chấp nhận làm mọi thứ, và đôi khi mình sai một chút là người ta quạo với mình, bởi vì mình đã vô tình hay cố ý gieo cho người ta cái tính ích kỷ. Bởi vì mình đã vô tình hay cố ý đôi khi không dám nói ra sự thật với cái người đó. Còn nếu như chúng ta thực sự thương họ và thực sự muốn chúng ta có thể ở bên họ một cách lâu dài mà cả hai đều hạnh phúc á, thì đôi khi chúng ta phải học cái cách nói ra sự thật. Đôi khi chúng ta không dám nói ra sự thật vì chúng ta sợ nói ra rồi là người ta không có thương mình, người ta lại khó chịu với mình, đây mình lại còn ở rể nữa. Thế là mình đâu phải là một cổ một chồng đâu, một cổ hai ba chồng liền, bố mẹ vợ rồi vợ rồi, thậm chí lại có người còn em vợ nữa, trời ơi. Nhưng mà đôi khi mình vẫn phải dũng cảm để mình nói ra sự thật, để mình có những cái cuộc nói chuyện với cô ấy và mình nói rằng mình đã rất cố gắng như thế nào, mình yêu cô ấy như thế nào nên mình mới chấp nhận ở rể như thế nào. Mình cũng có những cái lỗi lầm, ví dụ như mình không hiểu được là cô ấy muốn gì luôn. Và mình cũng có những cái khó khăn là mình rất khó để có thể làm theo cái ý mà cô ấy muốn. Mình rất khó khăn mỗi khi cô ấy cứ cãi nhau là đòi ly hôn chẳng hạn. Và mình hỏi cô ấy, em có thực sự muốn muốn chúng ta có một gia đình hạnh phúc không, thì em có thể giúp anh được không? Em có thể làm ơn em giúp anh, em chỉ cho anh biết cái cách anh phải làm như thế nào thì em sẽ bớt khó chịu được không? Thật ra phụ nữ mềm mỏng lắm. Phụ nữ dù là người phụ nữ quyền lực cách mấy á thì họ cũng vẫn có chút yếu đuối hơn đàn ông. Thế nên đôi khi họ nổi nóng, họ đòi ly dị rồi họ muốn chứng minh chứng tỏ, chỉ là họ cần sự quan tâm này. Chỉ là họ cần được yêu thương, họ cần được chăm sóc, họ cần được dựa dẫm thôi. Vậy nên đôi khi người đàn ông tinh tế chỉ cần cho phụ nữ cái thứ đó. Vì phụ nữ đôi khi đuổi là anh đi 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 nha, đừng có mà quay lại nha, tôi không cần anh nha. Nhưng mà người đàn ông mà cứ ở đó mà ôm ấp rồi xin lỗi rồi yêu rồi chiều chuộng là lại mùi lòng mà. Nên đôi khi hiểu phụ nữ một chút là dễ xử lắm.
Đó. Và em có thể lên trên YouTube và em search một cái video, tên tiêu đề thì các bạn nên đặt là cách làm đàn ông vui. Nhưng mà thực chất á, cái video đó là Tuệ An nói về cái sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Để chúng ta thấu hiểu cái đó thì chúng ta dễ chung sống với nhau hơn. Rồi, có một bạn hỏi: chị ơi, cho em xin ý kiến làm sao để thay đổi được người bạn đời của mình ạ. Chồng hay chơi bài, gọi vợ là tao mày, không tâm lý hay nóng tính, cái là em chỉ muốn tốt cho anh. Là anh nhậu ít thôi, anh nói mày không phải lo, em thấy chán quá. Ở sao mọi người hay hỏi là làm cách nào để thay đổi bạn đời của mình thế nhỉ? Sao mọi người không hỏi là làm cách nào để mình thay đổi chính mình? Vì sự thật là chúng ta sẽ không thể thay đổi được người khác đâu. Chúng ta chỉ có thể thay đổi được chính mình. Và bằng chính cái sự thay đổi chính mình đó, chúng ta truyền cảm hứng, truyền được động lực cho đối phương để đối phương tự ra quyết định là họ thay đổi. Thì lúc đó họ mới thay đổi. Đôi khi mình làm vì ví dụ mình muốn tốt cho cái người bạn đời, mình bảo là anh nhậu ít thôi. Nhưng mình lại nói chuyện cái kiểu giáo dục đào tạo anh ta. Anh đừng có đi nhậu nữa nha. Mặt mình quạo như này này, xong mình nói anh đừng có đi nhậu nữa nha, nhậu ít thôi nha, suốt ngày nhậu nha, tốn tiền rồi hại sức khỏe lắm. Hoặc là mình cằn nhằn lại nhậu thì mình sẽ không thể thay đổi bạn đời của mình bằng cách đó. Mình sẽ phải làm bạn với anh ấy, lắng nghe anh ấy. Vì liệu mình có thể thay đổi được người khác hay không nếu như mình luôn luôn phán xét và đánh giá họ? Mình cũng có thể thay đổi được người khác hay không nếu như mình luôn luôn nghĩ mình là đúng còn họ là sai? Mình có thể thay đổi được người khác hay không nếu như mình luôn luôn nghĩ mình là rất ok rồi, còn đâu họ là rất tệ? Vậy hãy làm cách nào để thay đổi chính mình, thay đổi cái góc nhìn của mình. Và em có thể lên trên YouTube và search cái video là cách thay đổi bất kỳ ai nhé. Lên YouTube search video cách thay đổi bất kỳ ai. Em sẽ có cái em sẽ có được cái phương pháp. Có bạn Toàn lúc nãy em cũng chia sẻ cách làm cho đàn ông vui rồi nhưng cũng không ăn thua gì cả chị ạ. Trời ơi, chị đâu có bảo em chia sẻ với vợ đâu, mà chị bảo là em xem cái video đó để em thấu hiểu phụ nữ hơn. Và việc gửi cho vợ một cái video hoặc việc em xem một cái video nó chỉ là cái bước đầu để em bắt đầu hiểu thôi. Còn đâu để em thay đổi được tình hình á, em phải biến từ cái trong đầu em thành cái hành động. Để em hiểu phụ nữ hơn rồi, em hiểu vợ mình hơn rồi, thì em bắt đầu thương được người ta nhiều hơn. Em bắt đầu bao dung hơn, em bắt đầu cảm thấy là à, cô ấy kiểm soát mình như vậy là bởi vì cô ấy quá là yêu mình thôi. Cô ấy quá là cần mình, cô ấy quá là muốn chứng tỏ cái tôi của cô ấy thôi. Vậy mình cứ cho chứng tỏ thoải mái đi. Và mình sẽ chứng minh cho cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy như nào. Đó, khi mà em hành động thật sự để mà em giữ cái gia đình này á, thì lúc đó nó mới có tác dụng nha. Ê. Mình kết hôn 10 năm nhưng anh ấy là người vô tâm, cả vô trách nhiệm. Vậy sao mình lại kết hôn với một người vô tâm và vô trách nhiệm vậy nhỉ? Chúng ta cứ trách người ta à, mà chúng ta không biết được rằng là mình là người chọn người ta đó. Đúng không các bạn? Mỗi lần đi làm xa đến đâu là có bồ ở đó. Năm ngoái anh bị đau lưng, trong tay không có đồng nào. Mình đã không suy nghĩ gì về những chuyện trước đây, đón anh về chăm sóc lo cho anh. Nhưng khi anh khỏi thì lại đâu vào đấy, lại đi với bồ rồi không đòi vợ ra gì. Vậy cái quyết định khi anh bị đau mình đón anh về và chăm sóc, nó là quyết định của ai? Nó là quyết định của mình. Vậy mình đã làm điều đó rồi, sao mình còn mong cầu là anh ta phải đáp trả? Nếu mình cho đi mà mình muốn người ta đáp trả ấy, thì tốt nhất là đừng cho đi. Tại vì lỡ đâu mình cho đi rồi người ta không đáp trả, mình mong cầu rồi mình thất vọng, lúc đó mình là người buồn nhất. Nếu thế thì thà đừng cho đi để đỡ phải kỳ vọng, đỡ phải mong cầu còn hơn. Còn nếu như chúng ta đã cho đi rồi thì đừng mong cầu. Cái nỗi khổ của mình nó đến không phải vì anh ta đâu, nó đến bởi vì mình. Thì thứ nhất, mình lựa chọn người đàn ông đó.
Và đôi khi cái sự lựa chọn của mình nó là sai lầm, nó là vô minh, vì lúc đó mình cảm xúc lên cao và trí tuệ thì đi xuống, nên là hành xử theo thói quen và chọn cũng theo bản năng, thói quen luôn, còn không có một chút trí tuệ nào hết. Hoặc là mình lấy đúng người thôi, nhưng mà mình yêu người ta sai cách quá, mình mong cầu nhiều quá, mà người ta sẽ không để sống được cùng với một người mong cầu nhiều vậy, bởi vì mệt mỏi lắm. Và đôi khi mình biết là người ta có bồ, nhưng mà mình đã từng tìm hiểu là tại sao người ta lại có bồ liên tục nữa, tại sao người ta lại không yêu mình, tại sao người ta không tìm thấy một cái giá trị nào đó ở nơi mình, tại sao mình không hấp dẫn nhỉ. Và hãy thay đổi chính mình. Người ta vô tâm với mình thì kệ đi, chỉ cần mình có tâm với mình là được rồi. Bởi vì mình sẽ không thể bắt được ai đó phải có tâm với mình, nhưng mình sẽ cần phải có tâm với mình. Đôi khi không ai quan tâm đến mình, không ai thương mình cả, bởi vì mình cũng không thương và trân trọng chính mình. Cái điều này đặc biệt hay xảy ra ở phụ nữ. Làm quá nhiều việc, lo cho quá nhiều người, làm liên tục không ngừng nghỉ, mà quên mất có một đối tượng mình cần phải lo lắng, yêu thương và quan tâm, đó là chính mình. Và khi mình đã không yêu được chính mình đã không chăm lo được cho chính mình, thì đừng mong cầu một ai đó phải quan tâm mình. Các bạn phụ nữ hiểu điều này không ạ? Bởi vì tôi ăn ngày xưa cũng giống như vậy à. Đi làm về lo cho con, rồi dọn dẹp nhà cửa, rồi làm quần quật từ sáng đến tối. Mà lúc sau mình hiểu ra là ôi, chồng mình cũng không cần mình phải làm điều đấy. Nhưng mà mình cứ làm thôi. Làm xong mình lại kể công và mình bị mắc kẹt vào cái công lao đó, rồi mình mong cầu là anh ta phải ghi nhận. Thế là mình buồn thôi. Thế là mình khó chịu. Và thật ra là tự mình tạo ra sự khó chịu cho chính mình. Mọi nỗi khổ của mình thật ra là do tự mình mang đến cho chính mình. Còn nếu như mình vẫn nghĩ đó là nỗi khổ đau của mình là do một ai đó mang lại, thì sự thật là mình sẽ không bao giờ hết khổ đau hết. Mình sẽ mãi mãi khổ đau như vậy mà thôi. Chị ơi, chồng em đang có em. Chị ơi, em đang có nỗi đau bị phản bội. Em muốn học lớp chữa lành nỗi đau thì sao chị ơi? Em đăng ký thôi. Lớp chữa lành nỗi đau thì có lớp online. Bởi vì giờ đến ra Tết là chị không có tổ chức được offline nữa. Em có thể để lại số điện thoại và đăng ký lớp chữa lành online nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An, và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!